Dạ hỏi đó. Dạ, ít có đứa nào biết cái đó hỏi nữa mà. Dạ dạ. Chỉ có những cái cuộc nói chuyện khơi khơi vậy mới có những câu hỏi đó và cũng mới có những cái sự trả lời này à. Dạ. Khó lắm. Cơ bản là câu hỏi chúng ta bước qua năm Mèo. Dạ. Mà cái năm này theo sư phụ dòm thấy đó có phải là cái năm yên lành cho bà con mình không? Hay là một năm đầy sóng gió? Dạ đúng chứ rồi. Vậy? Dạ. Là đâu đúng nè. Dạ. Mẹ nó hỏi đúng. Còn chả mũi, còn chả là một mũi. Còn đúng vậy. Ngọt quá không? Mấy bữa không? Tao nhắc lại chứ tao không hỏi ngay bây giờ. Mấy đứa hỏi ngay vợ mà tao nói chuyện hồi đại nào nó mới vô, nó mới ngộ. Nó hỏi đây nói đây. Mày thấy nửa năm trước không? Tao không có nói bậy như mấy cái đứa kia. Mẹ nhào xuống cái nước ngập nước lụt đồ này kia nó tầm bậy, đừng nói vậy tầm bậy vậy. Bước qua năm Mèo, trước năm Mèo thầy đã nói rồi. Yeah. Năm Mèo này đó là cái năm loạn, cái năm loạn đạo đó, tức là thầy nói đó, thần giáo mọc lên như nấm đó, thầy nói về đạo là loạn đạo. Hai, cái đạo loạn cái đời đâu có yên. Yeah. Đạo loạn không bao giờ đời yên hết trơn. Không khi nào mà thầy nói động phạm tới cái đời. Tại sao? Cái đạo con còn luận vô cái có không không còn còn mất mất như cái giấc chiêm bao. Không có dẫn chứng và không có ai chịu tội á. Còn con đưa vô mà con tiên tri tầm bậy tầm bạ, con thấy rõ ràng không? Một hai lời nói rõ ràng đưa ra thế giới mà ngày tháng nữa thì nó dập giấy liền. Làm sao đúng? Yeah. Làm sao đúng? Con cứ để, con không có cần gác mấy cái đó. Tại vì sư phụ là ông thầy chùa, tao dựa vô thầy chùa khùng. Thành ra tao bất kể rồi, con phải dựa vô cái gì đó. Con bước ra mặt trận con phải có cái áo giáp. Yeah. Nếu con là cái thân ông thầy chùa, mày bước ra đó nó mần thịt mày nó ăn. Yeah. Ta bước ra bằng cái áo giáp. Mà áo giáp của ta là cái loại áo giáp các con phải tu mới có. Là gì? Vô quái ngại. Cái áo giáp vô quái ngại. Tức là ta không còn quái ngại bất cứ một cái thế lực, một cái loại gì đi chăng nữa. Không có kẻ thứ hai trên đời này không chế được ta. Đấy là ta đã tu đạt được vô quái ngài, không còn sợ gì nữa trên cuộc đời này, nhất là những cái thế lực hăm dọa thù địch hoàn toàn sợ đó, chỗ đó rồi thì chúng ta mới đạt được cái góc độ thăng. Dù con có là hòa thuận hòa gì chăng nữa mà con vẫn còn bị cái ràng buộc nha, ràng buộc đạo lý, ràng buộc giáo lý, ràng buộc về tất cả mọi cái, không bao giờ con thoát được ra nha. Thầy cũng thân xác như các con nhưng mà thầy thoát ra bằng cái áo giáp gọi là vô quái ngại. Ta không còn quái ngại điều gì, miễn điều đó thấy sai là ta quất. Ha, vậy thôi. À, vậy đó. Thì ta mới sống, mới thăng. Không phải cái đó để mà làm trời, làm đất, làm hung, làm dữ, làm thánh, làm thần. Nhưng cái đó để tự vệ mình. Để trong tương lai, sư sẽ có một cái cách nào đó dạy cho các Phật tử cái cách nhìn thấy rõ ràng được con đường sinh tử của mình mà tu. Thế thôi. Cái cuối cùng là cái cách đó. Tại vì sao? Sư nói lại cho các con nghe này. Từ đó tới giờ sư thấy rồi, chưa có một vị sư thầy nào, chưa có một vị sư thầy nào,
chưa có một vị ni cô nào mà chỉ cái con đường sinh tử theo cái kiểu của sư phải không? Nghiên cứu kỹ là coi, sư cũng không biết hết á, nhưng mà quý vị nghiên cứu kỹ là coi có vị sư thầy nào dạy cho Phật tử đệ tử mình cái phương hướng đó hay không. Đó là tại sao sắp tới sư triển khai chuyện đó à? Sư dạy thôi, sư dạy đó con tốt lắm, con tốt cho người ta lắm. Trong cái cuộc đời khúc này các con chưa tính, nhưng mà đến cái khoảng tuổi gần sinh tử các con luôn luôn tính tới đó. Tới đó đã có ý thầy, các con nương theo cái ý thầy đó à, mà đốt đuốc mà đi, tức là tự khám phá lấy trong não mình, thầy chỉ hướng đó, vô đó tự khám phá thêm, chứ lúc đó đâu còn thầy mà dạy. Con hiểu cái đó không? Bởi vậy đầu tiên con đường mờ rõ sang tối gì không biết, nhưng mà ta nhất định vạch con đường đó à, ban đầu một hai bước chân dần dần nó sẽ đậm đần, con hiểu không? Nếu chúng ta đi tới đi lưu nhiều lần, có thể chúng ta để lại được cho các con phía sau con đường theo mình. Đó, cái mong ước như vậy. Còn đối với tha nhân, đối với cuộc đời, chúng ta gặp gỡ nhau. Hỏi gà bà, đi uống nước trà, nói chuyện. Thầy nói mà, thí dụ, thầy gặp người bạn nào quen là không biết. Ê, vô uống nước trà mày, nói chuyện. À, đó vậy đó, đối với thầy á. Mấy đứa cũng vậy. Ê mà tao nói là tao chưa gặp hai ba thằng bé nè. Cái mặt lão quắc ha. Hai thằng na ra. Thằng này thấy quen quen à. Thằng này hơi quen quen. Con ở Kiên Giang. Mày có gặp tao chưa? Dạ có gặp rồi. Ừ thằng đó, còn thằng này quen không? Dạ con thấy sư trên mạng nhiều nhưng mà. Đó đó, bởi vậy không? Buông ra. À mô Phật. Con bước vô luôn, bước vô có gì nói, chờ mấy này lâu lắm. Phật ơi. Bước vô, chung hả? Chung. Chung mấy con hả? Ờ, rồi, tưởng Phật tử ở xa, đặng có gì nói cho nó, tụi mình ngồi đây lâu lắm vậy mà. Chung nhảy vô đây ngồi. Vô ngồi gần nhỏ này nè. Đây nè, đây trong vòng nè. Trang cho bà ngăn phải đi phía bên cho nó chạy vô. Ừ ngồi vậy đó, đúng vui. Nãy giờ đi đâu mà? Dạ con mới qua tới. Ờ à, vậy hả? Dạ. Ờ à, vậy hả? Đi mình hả? Dạ. Ờ rồi ngồi đó con. Không, con đó. Lấy truyền cho nó chai nước đó tụi bay. Máy để đây tụi bay cho. Ừ con lấy à. Ừ. Rồi. Sao nữa không? Đó là sự ưu ái cho mấy anh em YouTube cũng như thế là vui thiệt ha. Dạ. Ông khỏe ha. Vui khỏe. Ừ. Sức khỏe ông tốt hả? Ừ. Dạ. Ừ. Công ty này là sư nuôi hả sư? À chào con. Công ty này nè. Đâu thầy chưa lâu rồi, hồi nhỏ chiếu ở đây dài lắm. Dạ. Ừ. À, đi vô đi. Khùng quá ha. Được trên đó đi. Ơi con, có gì đâu. Mấy con là ở Vĩnh Long hết hả? Ở Kiên Giang. Dạ con ở Đồng Tháp. Ở Tràm Chim. Tràm Chim. Còn anh Chạm này chim là ở An Giang. À, An Giang. Bọn này là ở Kiên Giang. Cái gì Di đó hả? Anh này Tràm Chim. Dì mình vlog đó anh. Trời ơi, quên tôi hả? Ê! Nói em nhớ mà. Ê, thằng Tràm Chim. Thằng Tràm Chim. Tràm Chim. Thằng Tràm Chim kìa. Ở trong Tràm Chim mày là cái chùa quê hương. Dạ đúng rồi, chùa quê hương. Ừ, sư sư có nhập hạ đó. Ê, chứ biết. Sư có đi lên chùa quê hương lần nào không sư? Chùa cũng mà chùa cổ sư mà không biết. Giận là sư đi nhiều hay không á? Ừ, gặp gỡ đó biết chưa chân à? Dạ. Mày ra đó mà hỏi. Mày hỏi cái ông gì trẻ trẻ đó. Cái ông gì, ông cống kẻ nào trẻ trẻ. Mày hỏi biết ông Tri Trụ không? Dạ. Sao ông không biết con? Trời ơi, thầy đi mày mấy ông không biết á. Nếu mà sư đi lên trển chắc là mấy ông biết. Ê nè. Học hà đó ha. Một lần vô hà đó là con vô cái lớp đó ít ra cũng phải làm 150 ông đi, mà tao 6 cái hạ vào đó mày biết mấy trăm không?
Thành ra ông nào cũng biết chứ. Ừ, Phật tử đó, lúc đầu đó, ta nói, ông thầy chùa gì mà ông lên, ông la, ông hét, ông cà chân. Trời ơi, mấy ông thầy mà ông coi, mấy ông thất cự rồi. Ông chơi chung ông vậy đó, chơi gì đâu. Yeah. Nó vậy luôn đó. Chứ bà con biết nhiều lắm. Chứ không phải là ở đâu. Bà con Phật tử mà mình tu ở chỗ đó con. Kéo này lên nè. À, con, thằng này đi với ai? Đi với mấy đứa này mà mẹ chở nhỏ này. Ngồi đó đi con. Ngồi vui. Ừ. Này quá vui luôn rồi. Vui. Bên này vui thấy khỏe cho mình ha. Ừ. Vui vô đi. Này quá vui luôn. Tao la làng mà nãy giờ tao chưa có kéo cái dây ông si nữa là mày biết không? Nhưng mà mấy là trong mình khỏe đó. Dạ, mấy anh em con là cũng nghe thầy cũng yếu. Ông và chúc ông có nhiều sức khỏe. Cho nên là mấy anh em đến đây để thăm sức khỏe sư. Dạ. Này đó, mấy đứa mới gặp, mai mốt gặp rồi về ở trong tâm mấy con á, gần như là trời ơi, không đi ngang thôi, đi ngang kẻ vô thăm sư phụ chút, đúng không? Ta nói vậy đó các con biết không? Khi ta bỏ cái thể xác này đó, trước khi đem đốt tao dám chắc không có thiếu một thằng nữa. Hey. Ông cho con cái lọc nha ông. Chạy lại đốt nhang cho chứ. Sư phụ ơi. Đời là vô thường sư phụ ơi. Thầy đã xong rồi một kiếp người. Đã trả xong món nợ đạo rồi. Thầy, con tin chắc chắn rằng thầy đã về một cái chỗ nào đó của thầy rồi. Mà không kịp ra từ đứa một. Cái đó là cái tiếc thương. Nhưng thầy mong rằng đó, dù thầy đi đâu xa xôi cỡ nào đi chăng nữa, mà các con á, nhớ tới thầy. Nói xin lỗi, nói cho vui. Nói vui mà ổng mà có linh nữa, tao ghê. Tao hộ. Cái đó là mình nói duy tâm nghe các con. Nói cho vui. Nhưng có cái khi nào các con khó khăn, thực sự các con tưởng sư đi. Ngay trong lúc sư sống cũng đủ nó. Cháu đụng có trọng sư chết. Để chi? Để chi biết không? Tao chỉ sâu vô cái pháp rồi, các con được hưởng rồi. Thử coi sư nói đúng không. Bây giờ ông còn sống đó, mà ta có một cái cảm nghĩ thật mạnh về ông, coi có ông có nhận được cái này hay không, thì mới chứng minh được lời nói của thầy đúng hay sai. Mai mốt về đứa nào giỏi thử nha. Đứa nào giỏi thử nha. Hôm nào các con thanh thản không buồn phiền, trong lòng thực sự là thanh tịnh, tắm rửa sạch sẽ tinh tươm, đầu óc các tạm niệm bà hoàn toàn bỏ ra, đốt ba cây nhang vô ngồi. Các con ngồi sao cũng được, không bắt ngồi kiểu sư. Ngồi sao cho thoải mái thôi, tay không cần chấp luôn. Tay các con có thể để, nhưng mà tốt nhất là tâm. Cái chấp nó có hai ba thế nè, tâm. Mi. Tốt nhất cái tay các con vô tâm đi. Đó gọi là tâm. Đó thì các con bắt đầu tất cả hình ảnh trước mắt của các con bỏ hết nha, bung bỏ hết, ráng cố gắng nhớ sao cũng được cái gương mặt của sư cho chính xác một chút nha. Sư dạy đó mấy đứa nè, nghe rồi đó. Khi mà các con dòm thấy ở trong não của mình á, ở trong tưởng của các con đã gom đủ được xác diện của sư rồi, tức là rõ ràng, thì bắt đầu
ha, các con đưa hết cái tâm của các con vô, cũng như là đã có sư ngộ trước mặt các con rồi, cái hình bóng đó không không còn chạy nữa đó, trước mặt nó cái hình bóng mà con tập trung đó nó không còn đảo, không còn chạy đó, lúc đó tốt rồi đó, nó vô gam, tức là cái hình bóng đó, cái lúc đó của sư trước mặt con mà nó không còn nhúng nhích nữa đó, nó bắt đầu nó rõ 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 rõ, cũng như tụi bay cái này quay phim rõ mà rõ mà giống mình vậy hả? Ờ tới rồi đó, các con cảm cảm thọ rõ lắm mà. Gom vô rồi là bắt đầu lúc đó hình bóng của sư rõ ràng rồi, là cái tâm niệm con bắt đầu đưa vô. Sư phụ, à, con hiện bây giờ con đang lâm dấp cái trường hợp đây. À, nó là cái gì đó mà con à, không có tìm ra được cái phương hướng giải quyết. À, nếu thực sự sư phụ có được cái linh cảm này, mày biết cái đó cái gì không? Cái đó gọi là cái điện của tha tâm thông. Các con mà có cái đau khổ đó, mà các con nắm được cái tha tâm thông, các con đau khổ sư đằng này biết nè, tụi bay sắp gặp đại nạn, tao biết đằng này nè, sư dạy vô các con cái đó. Các con có nghe nói chuyện đó không? Dạ. Ừ, thầy thấy ở trên ba cái viết giấy đó, có về người này hiểu người kia xa đó, đó là cái tha tâm thông đó, cái pháp đó có thiệt à. Các con ha, tập trung ra, nhớ sư phụ, nhớ rõ sư phụ chừng nào tốt chừng đấy, cái hình tượng của sư phụ đó là cái điểm trụ cho con. Con đưa hết khó khăn này kia mong không vô với sư phụ, sư phụ cảm ứng được á ha, thì trong vòng vài phút sau thôi tự các con khai mở liền tại chỗ luôn, tự cái não các con khai mở liền tại chỗ cho các con liền, nhớ nha. À mày đưa à, nam không ha, chứ không phải nữ ha, nữ có hai đứa này, nhưng hai đứa này nằm ở trình độ tốt, nghe hiểu biết làm. Tao nói nói chơi chứ tụi bay vậy cũng khó mà làm, tại vì cái này nó không có nằm ở trong cái cuộc sống, cái lĩnh vực, cái môi trường, cái nghiên cứu, nghe chơi không có đi vô sâu, thì đến khi dùng nó không có mạnh. Con thầy dạy con mày về mày dạy lụng nhỏ này, các con ha, về ha, lúc nào cũng nghỉ ngơi ha, nhớ chơi đi, nhớ chơi tập đi. Mấy đứa này nó không bao giờ tập được á, nó đực thành ra mấy cái đầu nó chạy ở ngoài lung tung, mà nó nửa tin nửa mờ. Các con cơ bản có cái tin và có cái thời gian để mà thử nghiệm, hiểu không con? Nè nói nhiều lắm qua cái này này, kết Zalo thôi tiền biết để chi. Lâu lâu có cái gì đó mà hay, cái tạo kiều mày tao dạy cho mày. Ok, cái Zalo luôn, có Zalo luôn. Cái Zalo này nè con. Dạ. Qua cái vụ này là tao bỏ. Trời ơi, tao nạp chúng cái thằng mắc dịch, cái thằng hộ pháp. Ông nội mẹ ơi, nó vô Zalo tao, nó kết bạn. Trời ơi, kết bạn với sư phụ. Mà hồi sáng ngày qua gì mà nó lỡ liếm, nó quất tao cái muốn quẹo xương sống. Nó cự sư. Nó nói ông thầy chùa mắc dịch, trời ông chùa gì ông, tao nói ôi trời con rồi, tao thầy chùa chứ tao đâu có mắc dịch. Dạ. À, tao không có mắc dịch mà nó nói thầy mắc dịch. Dạ. Cái thằng quỷ quỷ làm gì? Sư ơi, không đáp. Không biết cái ông nói chắc ông chết linh lắm, tại vì sư mới vừa nhắc cái là ông điện tới luôn á. Ông học pháp à? Dạ. Mới điện đúng không anh? Không ấy cho tao nói chuyện đó. Zalo hồi sáng tao mới cắt à. Anh cắt rồi. Tao nói là thiên hạ ơi, tao tưởng mày bạn, hôm về mày chung vô mày rình. Trời ơi, bạn bè vô nó đệ tử. Mà giờ nó đứng ra nó có kết bạn Zalo với sư, mà nó phán về cái hạnh tu của sư ông nội ơi. Nó nói ông thầy chùa ông ơi đựng tu vô duyên vậy. Trời ơi, nó nói vậy à, ông tu không có hạnh hẹo gì chứ. Tao nói trời hạnh gì trời. Cái nó nói hồi cái tao nó mẹ đừng khùng mày, bữa nào xuống chưa nó chịu chết.
trời đất đất. Mày hết chuyện không? Nó hù tao. Tao nghe nói muốn té đấy. Dạ. Hết chuyện không? Cái bà kia thôi bỏ bà đi. Bà rủ sư ba bữa là muốn chết với bà rồi. Cái ông cốc kè này, ông rủ sư tới 49 ngày ngồi thiền với ông lẫn. Thôi đất thánh tổ ngồi rùng mình rùng mấy. Còn ơi thiền bà vậy? Tao thiền sư. Thiền sư. Còn mày, mày là cái thằng cỏ sư. Ăn cỏ. Tao thiền mày cỏ. Tụi mình sư nhau. Mày vô ra ngồi 49 ngày hả? Tao lại mày. Mày dòm cái thân mà cân dưới 60kg đem tao đá. Tao mà tới 30kg đem tao bắn. Tao bằng phân nửa mày. Sương không nè. Mà mày rủ sư ngồi 49 ngày không ăn không uống. Đừng khùng. Ngồi uống trà tao cũng chết nữa. Đừng khùng như mày. Ông lão nội như mày. Ngồi thiền. Ngồi uống trà với mày từ sáng tới chiều. Đạo thì đem hòm về đi đặng tối chôn. Ở đâu ngồi 49 ngày. Nó dùng cái số 49 đặng nó hộ sư. Cũng như má nó là bà Qua Lý á. À, nên... Rồi ngồi thiền với sư 3 ngày 3 đêm. Hổng, hổng, hổng. Trời đất ơi. Lý rồi ngồi thiền với sư luôn. Ông. Bà đồ ngồi tiền với sư. Dạ. Ba bữa mà không ăn. Sư ơi, sư cho con hỏi. Ê nè khoan, nói về ngồi thiền. Ừ, nói về ngồi thiền. Ngồi thiền là tọa thiền. Có qua, cái thằng mắc dịch. Cái đầu pháp mày coi nè, mày ngồi sư ngồi thiền nè. Nghe con. Thiền. Nè, thầy đang vô luôn nè. Quay đi. Gọi thiền nha cha. Tọa thiền. Tọa là đầu tiên nha con. Nè con. Để tao tọa. Mày xuống mày tọa được. Mày hả nói thiền thiệt. Còn tụi bây thiền giả. Tụi bây mà thiền bà chuối. Nè. Chân chuyện nào gì nhắc chuyện chéo lên nghe không nghe không nghe không chiếc già chân không dùng tay luôn á thấy không chiếc già lưng vô chiếc già đây là không đây là sư đang ngồi thiền tòa thiền ngồi con ngồi được chưa mà đòi nói thiền ngồi chưa được nói thiền làm bậy thế bởi vậy sư mới nói thiền cỏ. Thiền cỏ là thiền gì? Cái thiền nói dốc á. Mua ngồi thiền với sư. Ở nhà tập đi con. Tập xuống đây ngồi. Dạ ngồi gì khó lắm, đau giờ lắm. Tập xuống đây ngồi. Cha con quẹo cái giò lên được như sư thôi. Công nhận cha con biết ngồi thiền. Nha. Rồi còn cái Hana vô rồi. Vô rồi. Ta ngồi vậy là mày muốn tao chấp trước mày mấy tiếng? 1, 2, 3, 4, 5 tiếng, 6 tiếng, 10 tiếng. Muốn bao nhiêu? Tao ngồi trước, ta 6 tiếng đồng hồ liên tục. Rồi quánh cây ban mày hãy nhảy vô. Rồi coi đứa nào chịu không nổi buông ra trước. Và vậy thì vậy á. Cái gì tao mày? Mấy con vô ngồi nửa giờ. Cỡ mấy đứa không qua 15 phút mấy đứa bay nè. Đúng. Chết già. Không, đau nhỏ lắm. Ta biết, người ta mới đem cái đó ra người ta chỉ. Con thi với sư đem cái khó đầu tiên để sư thách con. Con bước qua cái cửa khó nhẹ nè không mà đòi tới tu như ta. Ta ngồi như vậy trên 10 năm rồi nè. Các con đòi tu như ta được không? Đừng có ngu. Đúng chưa? Nhất là cái tàu quỷ hộ pháp á. Tao nghe nó rủ tao 49 ngày là tao muốn nóng lạnh như nó rồi. Mày kéo cái giò được như sư đi. Giò hả nói hồi thiền.
nói tầm bậy tầm ba. Nghe nghe con. Dạ. Đó vui không? Vui. Vui không? Vui. Đó. Lâu lâu buồn quá đó. Vợ quánh á, vợ mày có quánh năm lỗ tai, kêu không cho ăn á, đuổi ra khỏi nhà. Bị tội gì đó không biết đâu rầy. Đừng lo. Vậy lén lén rồi sách Hồng Đại.